Trong điều kiện cực kỳ khó khăn của 10 tháng đầu năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN tiếp tục được duy trì ổn định. Đến nay, PVN là một trong rất ít các doanh nghiệp dầu khí trên thế giới không bị thua lỗ. Do triển khai đồng bộ các gói giải pháp ứng phó với khó khăn, từ đầu năm 2020 đến nay, PVN đã nộp ngân sách nhà nước 58,3 ngàn tỷ đồng. Sản lượng dầu lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 của tập đoàn đạt trên 17,3 triệu tấn, vượt 2,3% kế hoạch. Sản xuất đạm vượt gần 12%, thực hiện tiết giảm 8.111 tỷ đồng, đạt 87% so với mục tiêu tiết giảm cả năm. 10 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19, giá dầu giảm, diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục và an toàn. Đánh giá tình hình chung trong những tháng cuối năm còn hết sức khó khăn, lãnh đạo PVN chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát kế hoạch 2 tháng còn lại của năm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch năm 2020 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2021. Trong đó đặc biệt lưu ý những giải pháp như triệt để thực hành tiết kiệm, tiếp tục triển khai đồng bộ các gói giải pháp ứng phó tác động kép, đề ra các kịch bản ứng phó với những biến động của thị trường, phát hiện nắm bắt những cơ hội mới khả thi để giải ngân đầu tư hiệu quả, tạo tiền đề cho sự phát triển giai đoạn tiếp theo.